Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về quyển khoa học kỳ thú. Mình sẽ giới thiệu về bọ tê giác sống ở đâu. Và các bạn muốn biết được câu trả lời, các bạn sẽ hãy đọc xong câu chuyện này. Và chắc hẳn các bạn cũng sẽ biết bọ tê giác sống ở đâu rồi đúng không nào? Và mình sẽ đáp án của mình chính xác sẽ là bọ tê giác là côn trùng hoạt động về đêm nên rất thích ngủ ngày trong lòng đất hoặc dưới lá rụng. Món khoái khẩu của bọ tê giác là những cái rồi chứa nhiều chất dinh dưỡng và thơm ngon. Có thể lấy thạch dùng cho côn trùng là thức ăn cho chúng cũng rất tốt. Đôi khi chúng ta bắt gặp bọ tê giác đang bay thì va phải thân cây, đó là do thị lực của loại bọ này không tốt đấy, nên mình đã giới thiệu cho các bạn về bọ tê giác sống ở đâu.